Bạn đã đến với kênh của Tuấn Trần TV, kênh nói về đề tài khoa học và đời sống. Trong chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái thực nghiệm để các bạn có thể thấy được cái sức mạnh thực sự của một con MOSFET là như thế nào nha. Thì đến với chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng MOSFET IRF3205 để dùng làm thực nghiệm. Thì nhìn từ bên ngoài vào thì ta thấy là MOSFET sẽ gồm có 3 chân. Chân G, chân D và chân S. Chân G là chân in, là chân dùng điện áp kích để mở MOSFET. Chân D thông thường sẽ được nối về phía nguồn và chân S thông thường sẽ được hướng về phía mát. Thì theo mạch lý thuyết, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điện áp vào V in thì thực chất là điện áp đo được trên chân G và chân S. Điện áp này thì nằm trong khoảng là 1,7 V là MOSFET bắt đầu mất dẫn, và đến tầm khoảng 2,3 V trở lên thì nó sẽ đạt mức dẫn tối đa. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành đo thực nghiệm xem cái điện áp mở của MOSFET là bao nhiêu. Chúng ta sẽ tăng dần mức điện áp. Các bạn không thấy ở ngưỡng 1,7 V thì MOSFET sẽ bắt đầu dẫn. Và nó sẽ đạt mức ngưỡng tối đa là ở mức 2,43 V. Bây giờ chúng ta có thể tăng điện áp cao hơn nữa, nhưng mà dòng nó vẫn không có tăng lên bởi vì lúc này nó đã dẫn tối đa rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái đồng hồ nhiệt để kiểm tra xem ở cái ngưỡng nào thì MOSFET làm việc có hiệu quả nhất nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ chỉnh cho MOSFET mở ở khoảng là 60%, trên dưới 60%. Thì dòng lúc này là 600 mA. À, chúng ta tiến hành kiểm tra nhiệt độ. Nhưng mà đó
Và các bạn cũng thấy nhiệt độ đã đạt mức ngưỡng là 58 độ C. Bây giờ chúng ta sẽ mở cho MOSFET chạy với cái ngưỡng mở là tối đa. Đây các bạn thấy dòng đã tăng lên là 924 mA. Hay và chúng ta kiểm tra nhiệt độ. Các bạn cũng nhận thấy rằng mặc dù dòng điện cao hơn ban nãy nhưng nhiệt độ đã giảm xuống rất là thấp nha các bạn. Hay thì đối với những con fet thì khi đặt ở cái ngưỡng làm việc mở tối đa này thì hiệu suất của nó là cao nhất nha các bạn. Khi đó cái điện trở mối nối của nó chỉ vào khoảng 0,03 ôm mà thôi. Do đó nó như là một cái công tắc. Bây giờ mình sẽ thử nối tắt hai chân. Hey, các bạn thấy dòng vẫn không thay đổi. MOSFET lúc này nó sẽ dẫn mạch y như là một cái công tắc điện mà thôi. Và các bạn thấy nhiệt độ của nó rất là thấp, chỉ có 34,7 độ C. Với một cái dòng điện gần 1 ampe nhưng mà hầu như là nhiệt độ của nó chỉ chênh lệch với nhiệt độ môi trường khoảng 2 tới 3 độ mà thôi. Các bạn cũng thấy ở cái ngưỡng lý tưởng này thì MOSFET tỏa nhiệt rất là ít nha các bạn. Các bạn thấy đó, nhiệt độ lúc này rất là thấp, còn thấp hơn cả nhiệt độ cơ thể của chúng ta, 34 độ C. Qua thực nghiệm thì chúng ta cũng thấy được rằng cái điện áp mở của MOSFET là từ 1,7 cho đến 2,3 V. Nhưng theo thực tế vừa rồi thì nó vẫn tối đa ở mức là 2,4 V. Nhưng trên thực tế thì thông thường người ta sẽ chọn cái mức điện áp khiển là sẽ cao hơn cái ngưỡng này rất là nhiều, thông thường là từ 5 V trở lên để đảm bảo rằng MOSFET nó sẽ hoạt động trong cái trạng thái là dẫn bão hòa, coi như là nó mở tối đa để nó đảm bảo được cái hiệu suất cao nhất của một con MOSFET. Thì trong điều kiện mà MOSFET nó dẫn tối đa như vậy để đạt được cái hiệu suất làm việc cao thì vấn đề là làm sao mà chúng ta có thể là kiểm soát được cái công suất của nó. Thì đây là một cái vấn đề mà đặt ra. Thì trước khi nói về cái vấn đề điều khiển con MOSFET thì mình sẽ làm một cái ví dụ đơn giản để các bạn có thể dễ dàng hiểu. Thì mình có một cái ví dụ này khá là đơn giản. Chúng ta sẽ có một cái vòi nước. Vòi nước sẽ chảy vào một cái bể. Thì trong điều kiện là vòi nước này chảy tối đa, thì trong 1 giờ thì bể sẽ đầy.
Bây giờ chúng ta muốn nó công suất của nó chỉ đạt 50% thôi, nghĩa là một nửa bể. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Thông thường thì chúng ta chỉ cần vặn cho vòi nước chảy chậm lại một nửa thì sau 1 giờ chúng ta sẽ được nửa bể, đúng không các bạn? Nhưng ở chỗ đây thì điều kiện ở đây bắt buộc là vòi nước chỉ một là tắt, hai là phải chảy ở trạng thái mạnh nhất mà thôi. Thì chúng ta ở trường hợp này chúng ta sẽ dùng phương pháp là khống chế cái thời gian chảy và tắt của nó để kiểm soát công suất. Mình lấy ví dụ 30 phút đầu mình sẽ tắt vòi nước này, và 30 phút sau mình sẽ mở vòi này. Thì với cái tỷ lệ 5 năm này thì chúng ta sẽ thu được nửa bể nước trong vòng 1 giờ, có nghĩa là chúng ta đã kiểm soát được ở mức 50%. Thì bằng cách kiểm soát cái thời gian giữa đóng và mở này, thì đây chính là cái nguyên tắc chính mà chúng ta dùng để điều khiển mốt phét. Thì để điều khiển mốt phét chúng ta sẽ cần một xung. Đây. Ở nửa thời gian đầu thì xung sẽ ở mức thấp. Ở nửa thời gian sau thì xung ở mức cao, là mức mở. Đó, đây là một chu kỳ xung. Thì một nửa thời gian nghỉ và một nửa thời gian chạy thì công suất chúng ta thu được sẽ là 50%. Tương tự như vậy, nếu cái thời gian nghỉ dài và thời gian chạy ngắn, ở đây là chúng ta lấy ví dụ như là 90, coi như là nghỉ 90 và chạy 10. Thì chúng ta sẽ thu được là 10% công suất. Tiếp tục. Thời gian nghỉ ngắn, hay thời gian nghỉ ngắn, hay 10, mà thời gian chạy là 90. Thì chúng ta sẽ thu được là 90% công suất. Như trường hợp ở trên là 50-50. Đây. Thì đây chính là cái nguyên tắc mà dùng để chúng ta kiểm soát được công suất của một con MOSFET. Giả sử chúng ta dùng để điều khiển một động cơ chẳng hạn. Bây giờ chúng ta cho nó chạy là 30 phút rồi nghỉ 30 phút. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ không thấy khả quan. Do đó thì người ta sẽ tăng cái tần số lên, nghĩa là chúng ta có thể cho nó chạy là 1 giây rồi nó nghỉ 1 giây, hoặc là 0,005 giây chẳng hạn. Thì với cái thời gian ngắn như vậy thì hầu như bạn thấy cái động cơ nó sẽ không bị dừng, mà nó sẽ quay liên tục. Nhờ cái ưu điểm như thế này, người ta mới dùng những cái mạch này để điều khiển cái tốc độ động cơ, mà nó sẽ tạo được cái độ mượt mà. Và ở những cái mạch băm xung như như vậy thì cái tần số làm việc nó có thể lên đến là 15 kHz. Nhờ làm việc ở cái tần số cao như vậy nên khi điều khiển động cơ chúng ta sẽ tạo được một cái độ mượt mà. Động cơ nó sẽ không bị khựng khựng. Bây giờ mình làm một cái ví dụ như vậy. Khi bạn cấp nguồn cho cái động cơ, bạn đóng cắt từ từ thì cái động cơ nó sẽ quay giật 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 giật, các bạn thấy không? Nhưng bây giờ nếu bạn đóng cắt liên tục nhanh hết sức có thể thì bạn thấy cái động cơ nó sẽ chạy liên tục.
Và đương nhiên là công sức của nó sẽ không lên tối đa vì có thời gian chạy, thời gian ngắt, nên cái công suất ra của nó sẽ bị khống chế lại. Thì đây chính là cái nguyên lý của cái mạch bâm xung mà chúng ta dùng để điều khiển những con MOSFET. Thì với cái nguyên lý bâm xung này thì MOSFET sẽ làm việc ở cái hiệu suất là cao nhất. Và tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành làm thực nghiệm để hiểu rõ hơn. Thì để chuẩn bị cho cái bài thực nghiệm này thì mình sẽ dùng một cái mạch bâm xung. Đây, cái mạch bâm xung sử dụng IC365. Đây, cái mạch bâm xung này thì chúng ta có thể tự lắp hoặc là mua trên thị trường, giá cũng rất là rẻ. Và hiện nay rất nhiều người sử dụng cái mạch bâm xung này, nó cũng rất là thông dụng. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng một cái đồng hồ để đo nhiệt độ làm việc của con MOSFET. Nguồn ở đây thì mình sẽ dùng cái bình ắc quy, bởi vì mình đang thử ở đây là ở chế độ làm việc có trọng tải lớn. Và điện trở tải thì mình sẽ dùng các điện trở là dây mây so, có công suất khá cao. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn cho mạch làm việc. Thì đầu tiên thì mình sẽ để con MOSFET nó làm việc trong tình trạng là không có dãy nhiệt nha các bạn, để xem cái khả năng của nó có thể cấp dòng được bao nhiêu. Thì đầu tiên mình sẽ cho nó làm việc ở cái ngưỡng là 2,5 ampere. Đây, 2,5 ampere, và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra nhiệt độ xem nó làm việc như thế nào nhé. Đây, các bạn cũng thấy khả năng làm việc của MOSFET là khá cao nha các bạn. Hay không có dãy nhiệt trong trạng thái nè, nhiệt độ không cao, chỉ có 44,5 độ C mà thôi. Trong khi đó dòng làm việc hiện tại đã đạt lên mức là gần 2,5 ampere nha các bạn. Đây, dòng 2,5 mà nhiệt độ là chỉ có khoảng 45 độ C. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cho nó một cái miếng nhôm. Đây, các bạn thấy miếng nhôm này chỉ nhỏ bằng một con MOSFET mà thôi. Đây, mình có thể để cho các bạn nha. Đó, miếng nhôm chỉ nhỏ hơn cái móng tay của mình nữa. Và bây giờ mình sẽ dùng để giải nhiệt cho con MOSFET, để xem là với miếng nhôm nhỏ này thì cái ngưỡng làm việc của MOSFET sẽ tăng lên được bao nhiêu. Và bây giờ mình sẽ tăng dòng làm việc của MOSFET lên là 5 ampere. Đây, các bạn thấy không? 5 ampere. Và chúng ta xem nhiệt độ MOSFET có cao quá mức hay không. Các bạn thấy đó,
chỉ với một cái mẫu nhôm bé tí thôi mà con MOSFET nó đã chịu được một cái dòng tải là 5 ampere và cái nhiệt độ làm việc của nó chỉ đạt mức là 50 độ C mà thôi. Các bạn thấy nhiệt độ khá là lý tưởng phải không các bạn? Tiếp theo mình sẽ thử cho nó chạy ở cái mức tải cao, bây giờ là dòng lên là 8 ampere. Rồi các bạn kiểm tra nhiệt độ của MOSFET xem có quá nóng hay không nhé. Các bạn có thể thấy các dây mây so đã đỏ rực lên với cái dòng khá cao này, 8 A, và nhiệt độ của MOSFET cũng tăng chậm chứ không có tăng nhanh lắm nha các bạn. Đây, chỉ với miếng nhôm nhỏ bé thôi. Này các bạn thấy dòng là gần 8 A nhưng nhiệt độ vẫn chưa đạt đến mức ngưỡng 70 độ C các bạn thấy không? Với mẫu nhôm nhỏ thôi. Điều này chứng tỏ là cái khả năng cấp dòng ở cái điều kiện là dùng cái mạch băm xung này rất là lý tưởng. Thì các bạn thấy đó, cái điều kiện nhiệt độ lý tưởng như thế này thì với cái mạch băm xung này thì nó sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Đây, dòng làm việc 8 A, hay với dòng làm việc 8 A mà chúng ta chỉ cần một con MOSFET nhỏ bé xíu như thế này, đây con MOSFET nhỏ xíu đó, cùng với một miếng nhôm bé xíu bằng đầu móng tay thôi đó, thì nó đã làm việc được với cái dòng 8 A. Với những cái mạch có hiệu suất cao như vậy, các bạn chỉ cần dùng một cái miếng nhôm nhỏ thôi thì cũng đủ để giải nhiệt cho cái con MOSFET. Thì mình nghĩ là với miếng nhôm có kích thước khoảng 4 cm nhân 4 cm đối với con MOSFET này thì nó sẽ có thể làm việc ở cái dòng là lên đến 15 A nha các bạn. Thì hy vọng với những cái chứng minh hữu ích như vậy thì sẽ giúp cho các bạn làm được cho mình những cái mạch là có cái hiệu suất là lớn nhất nha các bạn. Thì nếu video thấy hay thì xin các bạn hãy like và chia sẻ để cho mọi người cùng có thể là xem và cũng có thể làm theo để cho cái ứng dụng của chúng ta ngày càng phong phú hơn nha các bạn.